Chào tất cả các bạn và các em thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cách giải phương trình chứa số mũ. Giải phương trình 12x mũ x bằng 6 mũ x cộng 3 mũ x. Nó tiến hành giải. Ở đây ta nhận thấy 12 và 6 và 3. Đó, 12 chính là bằng 3 nhân 4. 6 chính là bằng 2 nhân 3. Hay ta phương trình để cho phương trình sau, hay sau sẽ bằng suy ra 4 nhân 3 tất cả mũ x bằng 2 nhân 3 tất cả mũ x cộng 3 mũ x, mà ta có a nhân b mũ x sẽ bằng a mũ x nhân b mũ x. Công thức cơ bản hay 4 nhân 3 chỉ như bằng 4 mũ x nhân cho 3 mũ x sẽ bằng 2 mũ x nhân cho 3 mũ x cộng 3 mũ x. Chuyển về ta được 4 mũ x nhân cho 3 mũ x trừ cho 2 mũ x nhân cho 3 mũ x trừ 3 mũ x bằng 0. Đấy, ta nhận thấy có 3 mũ x, 3 mũ x đặt 3 mũ x làm thừa số chung. Đấy, còn 4 mũ x trừ 3 mũ x chỉ còn 2 mũ x trừ 1 bằng 0. Đến đây đưa về phương trình giải a nhân b bằng 0, hoặc a bằng 0 và b bằng 0, hay a mũ x sẽ bằng 0 và 4 mũ x trừ 2 mũ x trừ 1 bằng 0. Mà 3 mũ x sẽ lớn hơn không với mọi giá trị của x, nên 3 mũ x bằng 0 loại. Phương trình 2, 4 mũ x trừ 2 mũ x bằng 1, ta có 4 tính bằng 2 bình phương, hay 2 bình phương tất cả mũ x trừ 2 mũ x trừ 1 bằng 0, mà ta có a mũ m n sẽ bằng a mũ n m. Công thức cơ bản của số mũ hay 2 mũ x tất cả bình phương trừ 2 mũ x trừ 1 bằng 0. Đến đây ta đặt t bằng 2 mũ x và t lớn hơn 0, thay vào ta được t bình phương trừ t trừ 1 bằng 0. Đây có dạng phương trình bậc 2, có a bằng 1, b bằng trừ 1, c bằng trừ 1. Có tích a nhân c sẽ bằng 1 nhân cho trừ 1 bé hơn 0, nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt với phương trình khái niệm phân biệt t sẽ bằng trừ b, b chính là 1 trừ 1 cộng trừ căn của b bình trừ 1 bình phương trừ 4ac trừ 4 nhân a nhân cho 1 c nhân cho trừ 1
chia 2a chia cho 2 nhân cho 1. Hay t sẽ bằng trừ 1 nhân trừ 1 trừ nhân trừ 1 1 cộng trừ 1 bình là 1 cộng trừ căn 5 chia 2. Hay t sẽ bằng t1 sẽ bằng 1 cộng căn 5 trên 2, t2 sẽ bằng 1 trừ căn 5 trên 2, 1 trừ căn 5 trên 2 là bé hơn 0. Mình đặt t bằng 2 mũ x lớn hơn 0 nên loại đặt t bằng 2 mũ x thay vào ta được 2 mũ x sẽ bằng 1 cộng căn 5 trên 2 đến đây ta logarit 2 về ta được logarit 2 mũ x sẽ bằng logarit 1 cộng căn 5 chia 2. Đưa x ra ngoài ta được bởi vì ta có logarit của a b mũ x sẽ bằng x logarit a của b. Công thức cơ bản hay x nhân cho logarit 2 sẽ bằng logarit 1 cộng căn 5 trên 2 chia 2 về cho logarit của 2 ta được logarit 2 chia cho logarit của 2 rút gọn ta được x sẽ bằng logarit 1 cộng căn 5 chia 2 chia cho logarit của 2 tính là bằng logarit của số 2 của 1 cộng căn 5 chia 2. Vậy bài toán hôm nay chúng ta đã xong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video hữu ích hãy đăng ký, like, share cho kênh mình nhé. Xin cảm ơn.